Bụng mẫu vlog chào mọi người. Hôm nay mình sẽ quay Tịnh Biên, một vòng Tịnh Biên cho mọi người xem. Mọi người xem video của mình thấy hay, bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình làm ra video mới. Mong được sự giúp đỡ của mọi người bằng cách xem video của mình để đạt được 4.000 giờ và 1.000 người đăng ký để cho YouTube nó xét duyệt cho mình đó mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Mời mọi người theo mình. Thì mình đi, mời mọi người đi theo mình một vòng Tịnh Biên nha mọi người. Chợ Tịnh Biên đó. Ở đây là nó có hai hướng, một hướng thì đi về Châu Đốc, một hướng thì đi về Campuchia đó mọi người. Đó. Đi thẳng thì đi về Châu Đốc là 26 cây nữa, 26 km nữa. Còn đi về Campuchia thì không có nha mọi người. Không có mua con. Nè, cái hướng này là đi về Campuchia nè. Còn hướng này là đi thẳng về Châu Đốc nha mọi người. Ở đây là công viên. Công viên của Tịnh Biên mình đó mọi người. Trước là khu công nghiệp của Tịnh Biên mình đó, để mình đi đi thẳng qua mấy anh kia nha mọi người. Để mình nhan đèn đi gần đó cái hả. Công nghiệp Trung Đô đó mọi người. Đó, khu công nghiệp Trung Đô nha mọi người. Bắt đầu mình đi ra chợ Tịnh Biên nha mọi người. Nãy giờ ở này mình chạy lên khu công nghiệp đó mọi người.
bưu điện ở đây gì, bưu điện ở đây không rồi, mấy lại chạm xe Quỳnh Nghĩa ở đây đó mọi người. Chuyển phát nhanh là đây đi lại đó nha mọi người. Bến xe Tịnh Biên nha mọi người. Trường tiểu học đúng mọi người. Chuyển máy xanh không?